Trong tất cả các triệu chứng ban đầu khi mà chúng ta bị nhiễm virus đường hô hấp, chúng ta chỉ cần tập trung vào sốt cho em thôi, đúng không ạ? Ví dụ giai đoạn đầu nó sẽ là gì? Đầu tiên là sẽ sốt này, hắt xì hơi này, mệt mỏi, đau đầu. Có những người thì nôn ói, có người thì tiêu chảy. Nhưng chúng ta chỉ cần tập trung vào sốt. Khi chúng ta đã khống chế được sốt rồi, khống chế được nhiệt độ rồi, cơ thể đã tự hạ được nhiệt độ rồi, thì lúc đấy gì ạ? Cái mầm bệnh ở bên trong cơ thể của chúng ta nó cũng giảm theo rồi. Nó không còn tăng lên nữa, nó không còn bùng phát lên nữa. Tức là mình đã kiểm soát được cái nồng độ virus ở bên trong và mình kiểm soát được cái bệnh rồi. Đó, cho nên kể cả người lớn hay trẻ nhỏ mà bị nhiễm virus gây viêm đường hô hấp mà có sốt, chỉ cần vượt qua cái sốt cho em thôi nhá, là cái bệnh nó sẽ khống chế được 50%. 50% chúng ta đi vào phác đồ. Đến đây rồi, chúng ta phải nhớ cho em, tất cả mọi trường hợp ở trong khóa sốt chúng ta phải thuộc lòng trong lòng bàn tay. Đó chính là hạ sốt không dùng thuốc. Chúng ta phải vượt qua được cái giai đoạn này thì chúng ta mới tự tin chữa khỏi trong vòng 3 ngày. Còn nếu không nó sẽ kéo dài cả tuần, thậm chí cả tháng luôn cho chúng ta. Được chưa ạ? Đấy chính là cái điểm chung khi mà bị nhiễm virus đường hô hấp. Đó. Thế nếu trong trường hợp mà không sốt thì sao? Không sốt thì dễ quá. Hiện tại bị nhiễm COVID bây giờ nó không có sốt đâu. Có những người bị nhiễm cúm A cũng không sốt đâu. Nặng thì tức là tùy vào từng cơ thể, tùy vào từng thể trạng, sốt hay là không sốt. Nhưng chỉ cần cứ vượt qua cái sốt. Làm thế nào mà càng hạ sốt nhanh càng tốt. Nhớ cho em này, càng rút ngắn thời gian sốt của cơ thể xuống thì càng tốt. Bởi vì mình cứ để cho cơ thể sốt kéo dài ra, tức là cái nồng độ virus ở bên trong nó nhân lên nhiều hơn. Cho nên khi mà mình khống chế càng nhanh thì cái nồng độ bệnh ở bên trong nó lại càng giảm. Như vậy thì chúng ta sẽ chữa dễ dàng hơn. Đó là lý do khi cơ thể sốt chỉ cần tập trung vào sốt thôi.